Đây là món thịt trâu ăn hỏi cu lồ. Ông Anh trên Tây Bắc. Đây là món thịt trâu nướng, hôm nay là ăn hỏi cho anh em nhé. Phải lắm đâu. Ăn hỏi cu lồ. Phải lắm đâu. Chắc phải quá. Ăn hỏi thì cứ bảo ăn hỏi. Đấy. Việc gì phải dâu diếm. Dạm. Làm điểm. Ôi bày nghĩ út, thơm ngào ngạt. Chuyện với bản làng quê hương. Những nhà tác nghiệp. Xong rồi, vớt chưa? Vớt.